Hello, em chào tất cả các anh chị nha. Em hôm nay ăn cái cá hấp. Đấy, đây là con cá rất là to. Hôm nay em hấp một khúc cá như thế này thôi. Đấy, bữa cơm của gia đình em. Đấy, thì chỉ có mỗi một mình em biết uống rượu, cho nên là thôi thì em không thể thiếu được cái món rượu Ba Kích đặc sản Quảng Ninh. Đấy, tăng cường sinh lực, hỗ trợ cho tất cả các anh yếu sinh lý. Đấy, bữa cơm của em đây. Đấy, ai các anh nhìn đây. Đấy, cá hấp này, gói cái này bánh đa, rau sống. Đấy, bún này. Đấy, các anh chị thấy có được không ạ? Đấy, anh chị nào mà muốn có rượu ngon để ăn tất cả các dòng hải sản, cá hấp hay là làm tổ chức tiệc cưới, hoặc là tổ chức hội nghị, tất cả các nhà hàng mà có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại bên dưới thì em sẽ gọi điện lại và tư vấn cho các anh chị, hoặc là anh chị cứ gọi trực tiếp cho em số điện thoại 0983 681 256. Đấy, thì chúng em sẽ có những phúc đáp ngay cho các anh chị. Đấy, anh chị nhìn thấy có ngon không? Chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin chào ạ.